Giờ mình đọc tỏi thôi. Đọc tỏi để ướp vô tôm cá cho thơm. Mà thấy chưa mọi người thấy không? Nó còn cái rễ đây là tỏi này là tỏi trồng ở Mỹ, còn cái tỏi mà nó làm sạch cái này đi mà nó vô cây á là tỏi đó là tỏi của Trung Quốc đem qua. Tỏi này mình mua local, có nghĩa làm vòng vòng ở cái xứ này luôn á. Cũng mấy người ta làm farm á, người ta bán. Tỏi già thơm á. Thơm hơn mà tỏi Trung Quốc đem qua nhiều. Tỏi già. Thôi lột một tép nữa chắc được rồi. Làm cho thơm. Đó. Xong củ hành. Củ hành là mình cũng ở là mua ở Mỹ luôn. Cái này mình làm biến lấy cái cối. Sợ nó thôi cái cối, tại cối của mình không có sắm cái cối mình để xay rau củ. Bữa nào phải đi sắp một cái mới được. Mình sắp củ hành. Củ hành sắp cay kinh luôn mọi người. Ghét sắp củ hành. Xém chút nữa. Cột ngón. Chắc như vậy. Cái này chồng lên đây sắc coi như bằng luôn. Bằng nhím ớt một cái luôn. Hành lương cá trình ha, đặc sản đó, ngày đặc sản Mỹ nè, tất cả đồ đều ở Mỹ hết, mình ra kêu bằng đặc sản Mỹ. Ớt cũng mua ở Mỹ, hành cũng ở Mỹ, tỏi mua cũng có phơm ở Mỹ, chỉ có nước mắm là của Việt Nam thôi. Mình để một chút xíu gừng này vô cái dao đang cho nó đừng có còn mùi cá nữa. Đây. Lại Doraemon với mấy đứa nhỏ nó ăn nó sợ mùi cá lắm. Này bầm tới gì nào nó nhỉ vậy thôi luôn á. Bây giờ mình tranh thủ bầm cho nó nhừ ra mới được. Mới thơm. Đây, mọi người nhìn nồi nước ướp của mình, mỗi người ướp cách khác nhau nha. Giống như mình ăn mặn hơn thì mình bớt gia vị cũng được. Trong đây là mình có một muỗng canh đó. Muỗng canh ngang thôi nha, không có dùng muỗng canh ngang muối. Với một muỗng nước mắm. Rồi bột niêm. Rồi đường, rồi tỏi, hành với chút xíu gừng. Rồi tí tiêu. Đó, mình trộn lại. Rồi cái này mình tẩm ướp cái con lươn, con cá trình. Người thấy câu thấy vui lắm. Và mình ăn không hết thì mình lấy, chứ mình bỏ tủ đá sẽ không ngon đâu. Mình không thích để tủ đá. Đây, tại nó dài quá đó, thành ra mình cắt làm đôi, con nào cắt làm đôi đi. Cắt đi. Để một bên. Ăn cho dễ phơi á, cái này cắt làm ba đi. Cũng đâu được nha. Thôi làm ba đây, tại vì mình để cái đó. Ăn nữa có mình chiên mình ăn luôn à. Xong đặt ngược cái lên á. Thịt trắng tinh ha. Thịt nó steak. Nhìn vậy thấy vậy nè, thấy nó vậy nè, chứ nó ngon hơn con Harley Bird nè. Làm ba. Ba nó bự luôn. Là dễ phơi á, nó dài. Kìa, cái steak nó vậy. Làm con lươn ra steak này nè.
thịt ngon trong dì không? Ừ. Ngon lắm. Dạ đi. Còn nữa không? Còn. Còn chứ. Tới 4 con. Này là 3 luôn hả? Ờ. Tại cho nó dễ. 4 con cả ký thịt. Mình ăn cái mình chiên luôn á. Ký thịt trên ký thịt hả? Ờ. Đó. Còn như 2 con nữa vậy. Còn nữa hay gì? Hai con. Con à? Còn nhiêu xương? Xương này có nước là nấu súp làm bánh canh. Bánh canh cá. Hên hên dính. Này luôn hả? À, hên hên thì mà dính được dư vài ba con thì mình làm khô. Rồi. Đây. Bỏ vô gỗ lên đây rồi em đi. Này để cần ô ký máy rồi nha. À, nhiều á. Nhưng mà làm khô nó chắc còn nửa ký. Con này mà tại mà ăn qua nó lẩu ăn không hết, còn cái này thịt nữa chỉ mà nó trong ngon lắm. Thịt nó trong xanh ha. Bây giờ thôi mình qua mình ướp nè. Cho nhiều ra. Đó. Mình lấy đồ ướp mình ướp mình tha lên nè. Rồi được không? Chưa? Đỏ ha, mình lấy ớt đỏ, hoặc là nếu mình không có mình để miếng ớt bột của bia vô á, màu nó sẽ đẹp hơn. Mình ướp này mình để khoảng vòng 45 phút 1 tiếng gì mình đem mình phơi được, mình sấy, mình có cái lò sấy. Đó, bắt đầu mình chắc cái này lên. Cho lớp dưới nó cũng thấm luôn á. Màu đẹp ghê không? Quá xá đẹp. Khô nương nè. Hấp dẫn chưa? Ui. Thơm lắm luôn á, ở mình nướng hay mình chiên gì nó cũng thơm lắm. Tại vì có gừng trong đây nè, tỏi, hành, mà đặc biệt có nước mắm. Đó, sau đó mình bỏ cái này lên. Và tại vì cái lớp da này ở dưới nó thấm với cái lớp ớt mình để dưới á. Cái đuôi của nó nè. Đỏ ào ha, đẹp ha. Đó, mình để chồng cái này lên ăn cho cái dây. Thịt trong vắt ha. Tha lên, tha lên. Còn mấy cái xương đấy em để làm gì? Xương chắc để dành nấu súp, lấy nước. Nó để làm bánh canh. Bánh canh ăn. Bánh canh chả cá hả? Ừ. Hay là bánh canh cá không cũng được. Cái xương, cái mình nếu mình làm món cá thì cái xương nó nấu ra nước nó ngọt luôn. Ừ. Ngọt luôn. Vẫn chưa màu đẹp không? Đẹp chứ không đẹp. Đó. Đó ăn nè. Xong mình để lên nè ha. Đó. Mình để lên tại cái da ở dưới á, nó cũng thấm luôn. Đây. Chịu khó mình chét như vậy á thì nó sẽ đều hơn. Cái này là giống như làm kim chi cá quá. We're not gonna eat raw, okay? We're not eat sushi today. Ngon luôn á. Này làm công phu nhưng mà rất là ngon đấy. Xong rồi khô có mình chiên mình ăn mình sẽ nói cho mọi người biết nó ngon tới chừng nào. Này mình ướp cá theo cá nào cũng được, cá chập, cá gì hay là cá bóng mà mình đi câu cá bóng muối. Vậy mình làm.
em ơi, âm lượng này làm như nó nhỏ hơn bữa hổm, bữa đi bắt cua nó bắt sỏi. Mọi người thấy không, em làm cá màu đẹp không mọi người? Đẹp lắm luôn á. À, mấy chị mấy chị kia nói tâm nhỏ ơi, nói chuyện lớn lớn rồi chứ mà nó không có nghe vậy chứ. Nãy giờ nó không nghe, nghe buồn ngủ muốn chết rồi. Ngủ không mọi người? Mọi người tỉnh đi mọi người ơi, đừng ngủ vô, thức đi, đừng có ngủ. Đây nè, thấy chưa, thấy em làm đẹp màu đẹp không? Màu xuất sắc, xuất sắc luôn. Giờ nghe mới được, nãy giờ. Giờ nãy giờ mọi người buồn ngủ lắm, em xin lỗi mọi người, em quên. Nãy giờ em cũng muốn ngủ theo luôn rồi đó. Đó. Còn bên đây nguyên một khúc bên đây nữa, chắc hết lên. Công nhận vừa luôn á, vừa hết cá luôn, vừa hết nước ướt luôn. Chứ giờ thêm con nó cũng chẳng còn. Được ba con hả? Hình như là ba con. Ba bốn, ở con còn nhỏ là bốn con. Đúng con. Cái này mỗi người được 5 con. Mà có bao giờ có người được 5 con đâu tàn. Khó lắm. Khó ăn lắm. Tùy theo con nước là sao? Mình không biết, lúc con dính lúc mình có khi cả ngày câu chẳng dính. Con cá chạch này dính cá bóng không? Ngày lúc nó vui nó vô, ngày lúc buồn nó không vô, sao mình không biết. Đó. Rồi. Tại sao em làm trong cái nồi? Tại vì cái nồi nó có cái nắp luôn đó, em đậy lại. Và mình đợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ rồi mình sẽ đem nó đi phơi nha. Ok, giờ để đây đi. Sẽ đem cắt lên dĩ nha. Mình sấy. Tại bên đây trời ở ngoài không có nắng á mọi người, không nên mình không có ấy được đó. Mình lật cái bề thịt nó lên trên. Thế là mới nãy mà mình không cắt ra là nó sẽ đâu có đủ đâu. Để nó không vừa. Mình để cho mình sấy mà cái loại mà sấy gió thôi chứ. Chứ mình sấy khô quá không ngon, mình thấy cho nó giống như nó dẻo dẻo vậy nó mới ngon. Ừ, thấy chưa, màu đẹp không? Nó có nhiều ngăn lắm. Đây. Ngăn thứ hai cứ y vậy mà mình làm thôi. Đó, để lên. Cái này chắc phải 3 dĩ mới hết được. Một mấy cái gì được có 4 miếng này. Miếng này bự mà. Vét ba cái tỏi và cái ớt mình tha lên đây. Cho nó dính lên đây cho nó ngon. Còn đây nè, tha lên đây. Vậy đó, mình xấy lên nó gáo. Còn đây một cái nữa. Cái này bữa đó mình xấy rong biển nè. Bữa nào quay xấy rong biển cho mọi người coi. Rồi một dĩa này nữa chắc đủ rồi, đúng rồi. Chưa dặn hôn này miếng nhỏ nhỏ mình ép cho nó 5 miếng ha. Nào mọi người nhìn đi, rốt cuộc nó đâu còn dính gì đây đâu, nếu nó còn chút đỉnh gì cái mình gãy cho nó lên đây. Đây này chỉ có nhiều nữa, vét ba tỏi lên cái hành thơm lắm, con gừng trong đây nữa. Vậy mới dễ thấy. Để này lại. Đây nó có để chữ nè. Mình quay vậy cho mọi người dễ thấy. Nó để chữ là mình thấy cái gì đó. Mình để nó có chỉ. Mình thăm chừng á. Chiều mình sẽ chiên, mình ăn cơm. Mình sẽ nói cho mọi người biết là cái hương vị nó như thế nào. Thế nó còn một ngăn nữa nè. Nó đó nè. Mình hái con biển cho mình xé ra. Hồi bữa nào mình làm cái sấy rong biển cho mọi người coi. Dễ lắm. Mình quét ớt với dầu mè với nước tương mình cho lên đó. Ngon. Chơi rồi rồi.